đến đầu năm 2016 thì bị cáo giữ chức vụ gì ở Bộ Thông tin và Truyền thông? Khi đó bị cáo cũng nói là giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong dự án Mobifone mua cổ phần của AVG thì bị cáo đã phân công những ai trong Bộ Thông tin Truyền thông tham gia vào dự án? Trong dự án này thì về tham gia thì tôi phân công anh Trương Minh Tuấn tham gia vào dự án này. Dự án này sau đó thì đến khi anh Hải phân công thì tôi gửi văn bản lên thì Vũ quản lý thực hiện. Ngoài Trương Minh Tuấn là còn là ai tham gia nữa? Anh Pháp sau này có anh Phạm Hồng Hải. Còn ai nữa? Anh Pháp Đình Trọng, Vũ trưởng Vũ quản lý thực hiện tham gia từ đầu. Khi phân công cho Trọng thì có bằng quyết định không? Theo chức năng của anh là vũ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp trong quyết định có bằng quyết định không? Có bằng quyết định riêng rẽ không? Riêng biệt không? Có quyết định 128 là chức năng quyền hạn của vụ quản lý doanh nghiệp, trong đó có cái chức năng là mà tham mưu cho bộ trong cái lĩnh vực quản lý kinh doanh và đặc biệt là cụ thể trong dự án này có quyết định riêng biệt không? Cho Trọng không? Trong cái dự án này thì khi có mua quân cửa văn bản lên thì căn cứ chức năng quy định thì tôi văn bản tôi có phê duyệt mà chuyển vụ lên doanh nghiệp xem xét đề xuất. Bị cáo trả lời đúng câu hỏi đi. Theo chức năng nhiệm vụ thì đã có văn bản rồi, nhưng trong riêng dự án này phân công cho Trọng làm tham mưu rồi ký một số văn bản thì có quyết định riêng rẽ không? Không có quyết định riêng rẽ. Thế trả lời rõ như thế. Ngoài ra còn bị cáo còn giao cho ai nhiệm vụ nữa không? Tham gia dự án này không? Không, chỉ có. Thế khi đó thì Thứ trưởng Trương Minh Tuấn có phụ trách vụ quản lý doanh nghiệp và Mobifone không? Dạ. Theo quyết định 866 ấy. Dạ. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn có phụ trách mảng đầu tư tài chính cũng như là theo dõi chỉ đạo Mobifone và vụ quản lý doanh nghiệp của Bộ không? Thưa quý đoàn là trong cái quyết định 866 là thứ trưởng Trung Tấn phụ trách các dự án trong lĩnh vực báo chí xuất bản, trong báo chí có lĩnh vực truyền hình, báo chí gồm có lĩnh vực quyết định 866 chính bị cáo ký đúng không? Rồi quyết định số 866 trong đó là thứ trưởng Trung Tấn phụ trách lĩnh vực báo chí phát thanh truyền hình, báo chí thì trong đó đã có hình báo nói báo bị cáo có nhầm lẫn không? Không nhầm lẫn, lĩnh vực đó không phải bị cáo Trung Tấn phụ trách. Trong đó có cái dự án trong lĩnh vực báo chí ấy. Dự án đầu tư là Phạm Hồng Hải, được ông Phạm Hồng Hải được giao phụ trách. Không báo cáo với quý đoàn lúc đó. Mobifone với vụ quản lý doanh nghiệp thì bị cáo Tuấn có phụ trách không? Có theo dõi chỉ đạo không? Thưa quý đoàn là lúc cái thời điểm mà phân công Tuấn là trước khi anh Hải bổ nhiệm. Thì đã có phân công rồi, anh Tuấn đã phụ trách cái lĩnh vực này từ trước rồi. Anh Hải sau này đến ngày 29 tháng 5 năm 2010. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thì bị cáo thực hiện cái vai trò chỉ đạo trong cái dự án này như thế nào? Với tư cách là Bộ trưởng thì tôi là chỉ đạo chung thôi. Thì tất cả các văn bản gửi của Mobifone chỉnh lên thì tôi đều chuyển cho Bộ Quản lý doanh nghiệp xem xét đề xuất. Bị cáo có phải là người mà giao cho Trương Minh Tuấn thông báo cho AVG về việc AVG không được bán cho người nước ngoài không? Có hay không? Thưa quý tòa, không có. Không có. Bị cáo có phải là người giới thiệu định hướng cho Mobifone mua cái doanh nghiệp mà đầu tư dịch vụ truyền hình là AVG không? Thưa quý tòa, tôi có căn cứ vào cái thứ nhất là căn cứ vào đề nghị Mobifone. Có thì có giới thiệu. Tôi nói bị cáo có phải là người chỉ đạo Trọng đề xuất đưa cái giao dịch này vào danh mục mật không? Tôi không chỉ đạo Trọng mà tôi trong đề xuất và theo ý kiến của Bộ Công an thì chúng tôi đồng ý là để xin ý kiến Bộ Công an chứ không phải đưa vào mật ngay. Đề xuất đến Trọng là ấy. Bị cáo có ghi ý kiến của bị cáo vào phiếu trình của Trọng, phiếu đề xuất của Trọng có ký không? Tôi ghi là tôi đồng ý với đề xuất của anh Trọng này báo cáo của Công an chứ không phải là đã đồng ý cho một ngày. Ngay từ ban đầu thì sau khi Mobifone có văn bản đề nghị là Bộ Thông tin Truyền thông cho chủ trương về đầu tư dịch vụ truyền hình này,
Thì tiếp theo sau đó thì trạm có rất nhiều cái phiếu đề xuất. Thì bị cáo có bút phê đồng ý vào những cái phiếu đề xuất đó không? Về liên quan đến đồng ý về chủ trương cũng như là cho Mobifone ký biên bản ghi nhớ với AVG. Và cái liên quan đến cái đưa danh mục vào danh mục mật, bị cáo có ký không? Có, tôi khi anh trong cái này ký tên, tôi thấy hợp lý, tôi đồng ý. Tiếp theo thì bị cáo có ký cái quyết định này làm tổ thẩm định không? Dạ. Có ký không? Tôi cứ đọc lại câu hỏi này. Tại Bộ Thông tin và Truyền thông, bị cáo có phải là người ký quyết định thành lập tổ thẩm định không? Có, tôi là người thành lập thẩm định. Có ký cái báo cáo 209 không? Dạ. Có ký báo cáo 209 không? Tôi có ký báo cáo 209. Bị cáo có chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký cái quyết định 236 không? Có, tôi có, sau khi có văn bản của Bộ Lĩnh Nhập Định thì tôi có đồng ý. Tất cả những việc chỉ đạo đó bị cáo thể hiện bằng cái gì? Là tôi bút phê vào đấy, chuyển đều có bút phê hết. Vâng. Thế khi nhận được quyết định 2678 thì bị cáo có bút phê chỉ đạo thực hiện ngay không? Tôi báo cáo với quý tòa là tôi có bút phê chỉ đạo là giao cho anh Hải để có những ý kiến thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng chứ không phải tinh thần cá nhân tôi. Thế theo bị cáo thì trong cái tờ trình 380 của trọng mà cũng như là cái dự thảo quyết định 236 ấy, thì bị cáo có duyệt nội dung không? Tôi không có phê vào nội dung gì hết. Cái 380 là dòng anh chủ động đề xuất cho bộ là phê duyệt dự án thì tôi thấy tất cả trong 380 bị cáo có gạch bỏ nội dung là giao cho hội đồng thành viên Mobifone chịu trách nhiệm quyết định giá mua không? Có, tôi có gạch bỏ hai một nội dung là giao Mobifone để xuất trong dự thảo thì có quyết định gạch bỏ quyết định giá mua không? Có. Thế bị cáo có ký cái việc mà giao cho Trương Minh Tuấn ký quyết định 236 là phê vào đâu? Tôi đi vào chương trình 380 là đồng ý đề xuất này kể đồng ý Tuấn ký. Tức là bị cáo khi mà dự thảo 236 có gạch bỏ nội dung quyết định? Không, tôi ghi đấy là đồng ý đề xuất này là đấy cái cá nhân của tôi rồi. Không, rõ ràng bị cáo đều là giao cho Trương Minh Tuấn ký quyết định mà. Vâng, có. Đúng không? Vâng. Tôi hỏi là bị cáo duyệt, bị cáo một cái văn bản trọng trình lên, bị vâng. Cáo là người duyệt nội dung, duyệt thì bị cáo thấy cái này bị cáo gạch đi. Thế xong bị cáo lại bảo người khác ký. Không, tôi chỉ gạch đi mà tôi ghi vào cái phiếu đề xuất đó là đồng ý đề xuất này. Bị cáo rõ ràng gạch bỏ nội dung mà. Thể hiện tại cái dự thảo 236 và trọng cũng khai như vậy. Vâng, có 2324. Ký đó là bị cáo Trương Minh Tuấn ký. Có. Có gạch bỏ cái. Tại sao như thế chứ không phải là có thì đúng rồi. Thế nhưng tại sao bị cáo không trực tiếp ký mà giao cho bị cáo Trương Minh Tuấn ký mà trong khi bị cáo Trương Minh Tuấn không phụ trách cái mảng này? À, kính thưa quý tòa là vì anh Tuấn là được giao tôi giao từ đầu chỉ đạo cái việc này và anh Tuấn là người phụ trách tổ thẩm định đã thẩm định cái dự án này và bản thân anh Tuấn đến bây giờ cáo nhận thức cái quyết định 236 luôn có vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng vốn đầu tư công không? Có, và sau này thì tôi nhận thức ra là vi phạm. Thế đầu tiên trước đây lúc đó chưa là giao ký là không chưa nhận ra được mà. Với cái giá như vậy và cái thời gian thực hiện như vậy thì là đúng hay sao? Cái giá như thế là có cao không? Cái giá lúc đó là chúng tôi không nghĩ là giá cao thấp bởi vì chúng tôi chấp nhận cái đề nghị của Mobifone cho vì tất cả lãnh đạo Mobifone đã ký vào đấy là với mức giá này thì có hiệu quả của kinh tế thì chúng tôi tôn trọng ý kiến của Mobifone nhưng chúng tôi không có đi tham gia ý kiến của giá. Mobifone người ta đề xuất giá lên nhưng mà Bộ Thông tin Truyền thông thì phải đánh giá cái dự án, đánh giá trong đó đánh giá về cái phần giá phải đúng thì mới chấp nhận. Không, vì không phải là mặc định nó cứ thế sao? À, thưa quý tòa, chúng tôi đã có anh Trương, anh Phạm, anh Phạm Hải có đề xuất với tôi đồng ý và đưa vào cái báo cáo và gửi Thủ tướng Chính phủ là đề nghị giao cho các cơ quan chức năng thẩm quyền. Bị cáo có chỉ đạo Mobifone ký thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông của AVG không? Vào ngày 25 tháng 12 không? Không, tôi không chỉ đạo. Không chỉ đạo gì? Vâng. Lời khai của bị cáo Lê Lan Trà cũng như là bị cáo Cao Duy Hải
và của các thành viên hội đồng thành viên đều nói là cái biên bản ngày 25/12/2015 của hội đồng thành viên là khống. Biên bản đấy thể hiện là giao cho Lê Nam Trà ký cái thỏa thuận và hợp đồng đó, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Và Lê Nam Trà có nói rằng là tại cái buổi liên hoan đó thì cái chương trình ký của Mobifone thì bị cáo có chỉ đạo là sau một tiếng là Trà phải ký hợp đồng và thỏa thuận và hợp đồng. Bị cáo nghĩ sao về cái lời khai này của Lê Nam Trà cũng như là của cao Thiên Hải? Thưa quý tòa, đấy là cái tư điều ký là công việc của bộ Mobifone. Rồi chúng tôi không tham gia vào cái. Tại cơ quan điều tra về cái hành vi này, bị cáo đã được khai chưa? Dạ. Tại cơ quan điều tra về hành vi liên quan đến vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công, bị cáo đã được khai chưa? Tại cơ quan điều tra được khai về cái hành vi của mình chưa? Dạ, tôi có khai. Có thay đổi gì không? Tôi để tôi không nhớ là hết. Có thay đổi gì không? Tại phiên tòa hôm nay có thay đổi gì liên quan đến cái việc mà tư cách là bộ trưởng chỉ đạo cái dự án này không? Bị cáo có thay đổi lời khai không? Tôi lời khai của tôi thì bây giờ tôi không nhớ hết được tất cả cái lời khai với cơ quan điều tra hay là phiên tòa thì phiên tòa phải cụ thể về lời khai nào. Bị cáo có khai là tại buổi liên hoan đó thì bị cáo có chỉ đạo Trà ký và bị cáo cũng là người giữ cái việc mà hai bên giữa cổ đông AVG và Lê Nam Trà ký bằng 8 cái bộ hồ sơ liên quan tương đương với 8 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Thưa quý tòa, tôi không chỉ đạo anh Trà ký cái việc này. Anh Trà hôm họp tập kết, anh Trà nói với tôi là môi phôn đã làm tất cả công tác chuẩn bị xong hết rồi. Phân công viên Hải, anh Hải chưa ký thì tôi chỉ nói là cái việc ký hay không đấy là việc đối bộ của mỗi bộ thì hai anh đều là người đại diện pháp luật, ký không thống nhất với nhau, tôi chỉ nói thế thôi, nên thống nhất nhau chứ tôi không có chỉ đạo nào phải ký như là các tôi đến bản cáo trạng có biết là tôi chỉ đạo là phải ký trong ngày hôm đó thì tôi cũng có chỉ đạo vì cái điều này mà tôi sau này tôi đặt 8/2/2015 bị cáo có khai là ngày 25/12/2015 bị cáo có chỉ đạo Lê Nam Trà ký ngay thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với AVG trong ngày 25/12/2015. Thưa quý tòa, đấy là lời khai của ngài chứ không phải tôi chỉ đạo. Đây là lời khai của bị cáo tại quốc lộ. Vâng, thì tôi không chỉ đạo. Mình nói đây là công việc nội bộ của môi thôi. Và cái điều này tôi sau này tôi đọc kết luận điều tra thì trong trang 17 kết luận điều tra đã ghi rất rõ quá trình mua phôn đã chuẩn bị rất kỹ công trong quá trình lập thành lập quyết định. Sau khi có quyết định 236 thì mua phôn đã có thành lập, có ra quyết định 266 để thành lập cái tổ đàm phán gồm có 8 người, rồi là sau đó là tổ đàm phán tiến hành trong 7 ngày, trong 4 ngày tổ đàm phán có 4 cái dự thảo báo cáo và tổ đàm phán đã có. Bị cáo cho biết là vì sao đến đầu tháng 10/2015 Mobifone thay đổi đăng ký kinh doanh có 2 người đại diện theo pháp luật. Dạ. Bị cáo cho biết vì sao Mobifone đến thời điểm 1/10/2015 đã có 2 đại diện theo pháp luật? Cái đó là tôi không bởi vì là căn cứ vào cái quy định chung của nhà nước cho phép thế thì các Mobifone đề nghị và vụ quản lý của tổ chức cán bộ của thông tin truyền thông đã. Bị cáo có ký cái điều lệ thay đổi ngày 14/9/2015 không? Có. Tại cái điều 7 ấy, nói là Mobifone có 2 đại diện theo pháp luật. Vâng, cái điều 80 là cái quyết định 80 là quyết định là tạm thời. Thế sau khi ổn định rồi thì các anh cứ đề nghị cái là quyết định chính thức 14/1524. Thì trong đó có đánh giá quá trình triển khai của Mobifone đã triển khai được cái đề nghị dự án này và trong đó có những cái lập luận của
về cái thuận lợi cho mua phone trong cái trường này, kể cả vấn đề kinh tế, kể cả vấn đề an ninh, và sau đó thì có đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ cho mua phone được triển khai như thế này, nhưng trong đó có đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin Thông ủng hộ cho mua phone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình này, do nhiều lý do, trong đó lý do về an ninh, quốc phòng an ninh, nhưng đồng thời là đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho cơ quan có chức năng có thẩm quyền thẩm định về giá mua và hiệu quả tài chính trước khi Thủ tướng phê duyệt. Và chúng tôi cũng có đề nghị là dự án này giá lớn trên nền thuộc quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau đó rồi giao cho mua phone ký quyết định đầu tư, và Bộ Thông tin Thông sẽ chỉ đạo những vấn đề phát sinh, và trong đó cũng có nội dung là đồng ý cái đề xuất của mua phone là cho sử dụng vốn tiền số và cho vay vốn ưu đãi. Có nghĩa là bị cáo cũng nhớ cơ bản cái nội dung công văn số 29. Tiếp theo bị cáo đây là một cái dự án, nó có mang tầm an ninh, có ảnh hưởng gì đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không? Cái dự án mua bán này. Tôi nghĩ là có, bởi vì là cái. Ảnh hưởng đến cái gì? Dạ. Nó ảnh hưởng đến cái gì? Cụ thể, ảnh hưởng là phải. Ảnh hưởng cụ thể, ví dụ là nước ngoài mà mua được một cái dự án truyền hình như này thì chắc chắn là khó khăn. Bây giờ chính vì vậy là bị cáo dừng lại, bị cáo nói rằng là nếu mà doanh nghiệp nước ngoài mua thì sẽ nhiều khó khăn đúng không? Vâng. Rồi ban lãnh bà thủ tọa cũng là có hỏi bị cáo, thì bị cáo nói là không chỉ đạo việc không bán cho doanh nghiệp nước ngoài. Không, tức là không có công an trả lời, chứ không phải không chỉ đạo. Tức là chúng tôi đã hỏi đến bộ an. Theo đề xuất của Thứ trưởng Trương Tuấn hỏi đến Công an, thì Công an trả lời chúng tôi là gì? Trong Công an số 4352 ngày 8 tháng 12 năm 2014, Bộ Công an đã trả lời là Bộ Công an đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông thông báo cho AVG không được chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, chỉ liên bán trong nước, doanh nghiệp là nước là tốt nhất. Rồi, trong mắt này, dừng lại, Bộ Công an trả lời như vậy, bị cáo có chỉ đạo đúng nội dung trả lời đó cho Trương Minh Tuấn đó. Tôi có anh đến Tuấn chỉ chúng tôi cái công an này, nên tôi thì đúng là thực hiện phải thực hiện cái này, và tôi giao cho Tuấn là thông báo cho AVG. Mà bị cáo chỉ đạo Trương Minh Tuấn là thông báo cho AVG là không được. Vâng. Đấy là trong đấy là ý kiến đề xuất của ý lâm là phải có cái gì đó có vấn đề thì cái đó ý kiến của thưa quý tòa, đấy là ý kiến của công an là để đi bộ tư nhân làm cái việc đó. Theo bị cáo thì tất cả các thương vụ mua bán doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp thì có phải thông qua bộ công an không? Vì đây là có yếu tố nên thì chắc là trong công văn 1833 của cổ ban bí thư có yêu cầu là trong cái việc mà liên kết cái liên kết trong những chuyện này, trong cái công văn của ban bí thư có ghi là của thường trực ban bí thư có yêu cầu là trong cái việc liên kết liên thân những chuyện này thì ban chỉ đạo của Trung Minh Dương phải liên hệ với hợp cơ quan để quản lý. Thế chính vì vậy anh Tuấn có đề xuất tôi là nên hỏi bộ công an thì chúng tôi đồng ý ý kiến đó. Sau khi bị cáo gửi công văn 209 lên trình Thủ tướng Chính phủ thì bị cáo đã nhận được sự phản hồi như thế nào của Thủ tướng Chính phủ? Sau khi có 209 thì chúng tôi 209 gửi lên, thì trước khi nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi nhận được công văn 721 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, trong đó Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đề nghị chấp nhận cho đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dịch vụ cho mua phone và giao cho Bộ Thương phê duyệt và tổ chức triển khai các quy định. Sau đó rồi văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ, ý kiến Thủ tướng Chính phủ cơ bản chấp thuận giống như là đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thông báo của Thủ tướng Chính phủ cơ bản là chấp nhận, nhưng còn phần quan trọng nhất là quyết định chủ trương đầu tư thì Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định chủ trương đầu tư chưa? Lúc đó thì chúng tôi vẫn hiểu là đấy là Thủ tướng đã đồng ý rồi, bởi vì bản thân cái cơ quan tham mưu đầu tư này là Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng ghi là đề nghị Thủ tướng chấp nhận chủ trương, thì đây là Thủ tướng ghi rõ chấp nhận chủ trương. Thế chúng tôi thì không thể có các
cái có thể coi như là, nhưng cũng có các cái không thể coi như là, nhất là vai trò bộ trưởng của mình nào. Một cái thông báo nó khác với một quyết định thì không thể coi thông báo coi như là quyết định. Không bị rồi. Giáo hiểu thế không? Thưa quý vị, trong đó nó chỉ chứa những yếu tố pháp luật rồi. Để thông báo dưới đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cho ngôi vốn để triển, cho ngôi vốn đầu tư dự mua để đầu tư dự chuyển này, thì chúng tôi thấy là những yếu tố pháp luật rồi, chứ không phải là thông báo bình thường, vì trong đó đăng tải những nội dung của pháp luật. Thế bị cáo có chỉ đạo ký cái quy định 26/78 không? 236 không? Không, tôi chỉ đạo là giao cho Thứ trưởng Hải để thông báo có văn bản đề nghị mua và để chỉ đạo mua vốn thực hiện theo tinh thần này, để theo tinh thần của Thủ tướng không? Chứ không phải theo cá nhân thôi. Và bị cáo hiểu rằng là theo tinh thần của Thủ tướng lúc đó là chưa có quyết định phê duyệt. Không, tôi vẫn hiểu là cái Thủ tướng chấp nhận chủ trương đầu tư thì tôi cũng giao cho cơ quan tham mưu như thế. Chấp nhận chủ trương khác, quyết định khác. Không, nhưng mà trong cái tôi nghĩ là tôi hiểu là bị cáo dừng lại. Bị cáo luôn nhớ rằng vai trò bị cáo bộ trưởng, mà đã là bộ trưởng ý, thì không thể nhầm lẫn những các cái nó mang tính tối thiểu nhé. Không thể coi thông báo là một quyết định, không thể thiếu quyết định mà vẫn phải yêu cầu ông Trương Minh Tuấn ký quyết định 236. Đấy là bị cáo khai chứ không. Nhưng mà với vị trí, vai trò và năng lực của bị cáo, ở đây hội đồng xét xử hỏi lại để đánh giá thái độ khai báo của bị cáo. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai báo rất rõ ràng về công văn 2678 của văn phòng chính phủ. Không có quyết định phê duyệt đầu tư là chưa đủ thẩm quyền. Hiện tại cơ quan điều tra bị cáo khai đúng hay không, đang khai đúng? Không, thưa quý tòa là cơ quan điều tra tôi khai như thế, nhưng mà sau này tôi hiểu được điều đó. Chứ còn lúc cái thời điểm mà tôi phê duyệt thì tôi nghĩ là chúng tôi đang là đã đúng theo quy định rồi. Bởi vì anh cũng nói là tại thời điểm tôi chả hiểu gì cả, nhưng mà tôi vẫn chống trễ ngồi ở cái ghế bộ trưởng, với cả chủ tịch hội đồng thành viên, ai cũng bảo tôi chả hiểu gì cả. Chúng ta trả nhiều chính là một trường đi. Vậy là sau khi thực hiện xong thương vụ mua bán giữa mua bán và APG, bị cáo đã được nhận bao nhiêu tiền? Tôi không nhận tiền. Không nhận gì? Tại cơ quan điều tra, bị cáo có khai là bị cáo được Vũ chuyển quà biếu 3 triệu. Lời khai này có đúng không? Tôi lúc đó do sức khỏe của tôi, cho nên sức khỏe hoảng loạn. Cái con số 3 triệu, cái sức khỏe hoảng loạn, nó có nghĩ ra được con số 3 triệu không? Sao không nghĩ ra con số 10 triệu hoặc là 1 triệu? Mà chỉ nghĩ con số 3. Kính thưa quý tòa, không phải ghi số 3 đầu tiên đâu. Không phải ghi số 3 đầu tiên đâu. Tôi là lúc đó sức khỏe tôi rất yếu. Tôi đã hai lần tôi bị mất trên bàn làm việc cơ quan cảnh sát điều tra. Lần thứ nhất tôi ngất 3 ngày, lần thứ hai tôi ngất sau 2 ngày, một ngày sau khi tỉnh dậy. Cho nên tôi sức khỏe yếu và có cơ quan điều tra yêu cầu làm việc liên tục trong suốt khi bắt tôi, cho đến kia đến ngày mà tôi khai như thế. Dừng lại. Thưa quý tòa, cơ quan điều tra tặng bản tự khai rồi các bản khung cũng như là đơn đề nghị khắc phục hậu quả, bản tự trình. Đúng rồi. Bị cáo có vẽ cái sơ đồ mà nơi mà Vũ đến nhà bị cáo đặt xe và để tiền, cũng như là những bị cáo còn vẽ cái vali mà bị cáo để tiền sau khi nhận của Vũ vào để ở đâu, vị trí, có vẽ cái sơ đồ đó không, có vẽ vali đó không? Thưa quý tòa, theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, tôi có làm việc đó.
thì lúc đó tôi sức khỏe rất yếu nên tôi không muốn giữ tính mạng của mình. Bị cáo có phải bị cáo là khai chi tiết về cái số tiền nhận, rồi bối cảnh nhận, thời gian nhận? Khi nhận thì chỉ có bị cáo và Vũ thôi, không có ai ở nhà cả. Đúng là như thế, nhưng mà cái thời điểm đó là do từ cái sức khỏe tôi thôi, và cái không phải con số 3 triệu. Bị cáo khai lúc đó là do sức khỏe bị cáo, nhưng trong các cái biên bản đó thì đều đề là bị cáo đầy đủ sức khỏe để có thể làm việc với cơ quan điều tra. Không, lúc đó đấy là ai ghi là bị cáo các bản tự khai, bản tường trình, đơn xin khắc phục hậu quả. Bị cáo có phải do bị cáo viết không? Thưa cái tòa là lúc đó là do sức khỏe của tôi và có phải do bị cáo viết không? Đúng rồi, tôi biết rồi. Viết thư gửi cho bà Lý thì có phải do bị cáo viết không? À, tôi biết, sau này tôi xin cho con gái Huyền có phải do bị cáo viết không? Sau này tôi có xin rút lại cái lời này đó về thời điểm đó. Tôi không hỏi, bị cáo cứ trả lời đã. Thư gửi cho con gái bị cáo có viết không? À, có viết, tôi biết, tôi gọi thư gửi con thôi. Để theo giờ tôi để các điều tra yêu cầu. Trong thư gửi con gái và thư gửi cho vợ thì lúc đó bị cáo đề nghị cái gì? Lúc đó thì tôi có đề nghị theo quyền các điều tra yêu cầu là phải viết để anh khẳng định cái điều này. Tôi hỏi bị cáo viết cho vợ và con thì bị cáo nói cái gì với vợ con? Tôi viết là lúc đó trong cái tâm trạng này cái đó. Viết gì? Viết nội dung gì? Tôi biết là tôi bị nói cáo có nói với bà Lý cũng như nói với con là sẽ cố gắng là sắp xếp để mà khắc phục hậu quả không, nộp lại cho nhà nước không? Tôi có biết được không? Trong đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả, bị cáo có tự nguyện lấy cái số tiền hơn 500 triệu trong tài khoản Vietcombank để nộp lại cho nhà nước không? Thế lý do vì sao tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo lại thay đổi lời khai? Thưa quý tòa, là tôi cũng nói đã có biết đơn cử quý tòa thì do điều kiện là tôi lúc đó là để giữ lại mạng sống của mình, cho nên các anh cơ quan điều tra anh nói là các quân của anh đã khai ra rất nhiều, cho nên là anh không thể công khai nhận được. Thế tôi còn nếu duy trì này là tôi nghĩ là chúng ta lúc đấy chắc tôi không có gì sẽ xảy ra đến tính mạng của tôi, cho nên tôi đã khai điều đó và không phải đầu tiên tôi đã khai 3 triệu đó, là tôi khai số lượng khác và số lượng đó là sai tiền mặt. Thế sau đó thì các anh cơ quan điều tra anh bảo không được, các anh khai này là không bằng cái số quân của anh, trên trong đó cơ quan điều tra đã xóa lại xé bằng khai đi và cung đi của anh biết, và kể cả thư tôi biết của tôi cũng biết theo nội dung đầu tiên. Thế nếu mà bị cáo nói như thế thì liệu rằng với một người khai với cái số tiền nhận như thế thì có thể biết được trong rất nhiều cái đơn của mình là tự nguyện khắc phục, nhận thức được số tiền đó là bất hợp pháp, tự nguyện khắc phục và vẽ chi tiết, kể chi tiết cái ngày mà Vũ đến đưa tiền, rồi còn bị cáo còn khai là mục đích sử dụng cái tiền này là vào đâu vào đâu. Đấy là bị vẽ vị trí để tiền, Vũ để tiền cũng như vị trí bị cáo cất giấu tiền ở đâu, tự vẽ cái vali. Thưa quý tòa, mình lúc đó sức khỏe có yếu cho nên các anh hỏi trong lao anh cứ rồi bị cáo sức khỏe yếu hay là bị có ảnh hưởng gì đến tâm thần không? Tôi không, lúc đó sức khỏe yếu cho nên là thần kinh tôi không tốt lắm với các anh. Sức khỏe yếu thì sao vấn đề là đủ sức khỏe làm việc với cơ quan điều tra? Thế là thực sự là lúc đó cũng không khỏe rồi, và đề nghị quý tòa sẽ kiểm tra lại cái sổ sức khỏe của tôi suốt từ tháng 2 đến tháng 6 ở cơ tế quận 16. Riêng cá nhân tôi được nắm định tiêm 16 cho kiểm tra sức khỏe ngày 2 lần, kể cả buổi sáng buổi chiều, trong kể cả sức khỏe yếu nhưng mà về tâm thần bị cáo bất tốt. Tôi có đề nghị là có lần tôi đã đề nghị cơ quan điều tra là cho nghỉ nhưng anh không cho nghỉ, thậm chí là tôi đã còn nhắn. Bị cáo có nhận tiền của Lê Văn Trà không? Tôi không nhận tiền của Lê Văn Trà. Hồi trước anh có khai bảo tôi là khai Lê Văn Trà thay tôi là nhận tiền của Lê Văn Trà rồi Hải Hải, tôi có khai nhưng mà tôi thực sự tôi không nhận tiền của Lê Văn Trà. Bị cáo có nhận tiền của Cao Duy Hải không? Không. Đề nghị thư ký trích ký lời khai của các bị cáo Lê Văn Trà, Cao Duy Hải về cái việc đưa nhận tiền đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son. Cả cho đề nghị mic, đề nghị thư ký trích cả lời khai của Vũ. Trích lời khai của các bị cáo Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Nhật Vũ chiều ngày 16 tháng 12 năm 2019.
Lời khai của bị cáo Lê Nam Trà hỏi: bị cáo có nhận tiền thì bị cáo cũng phân. Đáp: sau khi thực hiện hợp đồng, Vũ có đến văn phòng nếu 500.000 đô dưới hình thức quà Tết. Khi về nhà mở quà ra, tôi mới biết có tiền. Sau Tết, Vũ điện thoại hỏi có nhà không đến nhớ bao quả. Sau khi mở quà ra mới biết trong đó có tiền là 2 triệu đô. Tôi nói với Vũ sao nhiều thế. Hỏi: tổng số bị cáo Vũ đưa cho bị cáo bao nhiêu tiền? Đáp: tổng số Vũ đưa cho tôi là 2,5 triệu đô. Hỏi: bị cáo nghĩ như thế nào về việc bị cáo Vũ đưa tiền cho bị cáo? Đáp: có nhiều lý do. Có thể vì bị cáo là người ký hợp đồng, có thể hưởng 5% vì AVG phát triển tốt nên Vũ biếu. Hỏi: bị cáo sử dụng số tiền nhận từ bị cáo Vũ vào việc gì? Đáp: bị cáo sử dụng số tiền vào việc riêng, còn 2 triệu đô bị cáo chuyển thành tiền Việt để trong nhà. Hỏi: bị cáo có mất tiền này cho anh khác không? Đáp: bị cáo có biếu sau 500.000 đô, biếu dịp Tết, báo cáo tình hình việc đã làm. Hỏi: bị cáo có báo việc gì với bị cáo Sơn? Đáp: bị cáo nói Vũ biếu rằng bản thân bị cáo cũng không nhắc đến nữa. Hỏi: sau đó bị cáo có đưa cho bị cáo Sơn thêm tiền thêm lần nào nữa nữa không? Đáp: có, bị cáo đưa thêm 200.000 đô. Hỏi: tổng cộng bị cáo đưa cho bị cáo Sơn bao nhiêu tiền? Đáp: tổng cộng đưa cho Sơn 700.000 đô. Hỏi: số tiền bị cáo đưa cho bị cáo Sơn bị cáo lấy từ đâu? Đáp: bị cáo lấy từ tiền của bị cáo Vũ đưa cho. Trích lời khai của bị cáo Cao Duy Hải. Hỏi: bị cáo có nhận tiền từ bị cáo Vũ không? Đáp: bị cáo nhận 500.000 đô la của Vũ trước 30 tháng 4. Hỏi: nếu bị cáo không phải là tổng giám đốc thì Vũ có đưa số tiền này không? Đáp: thưa không. Hỏi: bị cáo có đưa ai tiền từ số tiền bị cáo nhận của Vũ không? Đáp: bị cáo đưa sang 200.000 đô la trong số 500.000 đô la Vũ đưa. Trích lời khai của bị cáo Phạm Nhật Vũ. Hỏi: liên quan đến dự án mua bán giữa MobileFone và AVG, bị cáo đưa tiền cho những ai? Đáp: bị cáo đưa tiền cho Sơn, Trà, Tuấn, Hải tổng giám đốc. Hỏi: số tiền cụ thể bị cáo đưa cho từng người là như thế nào? Đáp: Sơn là 3 triệu đô la, Trà 2,5 triệu đô la, Tuấn 200.000 đô la, Hải 500.000 đô la. Hỏi: lý do bị cáo đưa tiền cho những người này là gì? Đáp: bị cáo luôn cảm ơn những người đã quyết định việc mua bán giữa MobileFone và AVG. Hỏi: theo bị cáo, những người này có quyết định đến dự án này? Đáp: thưa đúng. Hỏi: bị cáo có thỏa thuận trước là sau khi thực hiện dự án thì đưa tiền không? Đáp: thưa không. Hỏi: bị cáo đưa tiền cho những người này vào thời điểm nào? Đáp: bị cáo đưa tiền vào trước và sau Tết. Tôi đã công bố trích lời khai của các bị cáo xong. Thì yêu cầu xét xử tiếp tục làm việc. Bị cáo Lê Nam Trà đúng không? Dạ, báo cáo rồi, xét xử là đúng. Đúng thì. Dạ. Cáo bộ phố chuyển bích cho bị cáo Cao Xuân Hải. Bị cáo Cao Xuân Hải có nghe lại những lời khai của mình không? Thưa đồng xét xử, có. Vẫn đúng lời khai của bị cáo không? Có. Rồi. Cáo bộ phố, bị cáo được bác Son trả lời. Trong cái quá trình thực hiện cái chức vụ mua bán, chưa có mai phôn bán bây giờ, bị cáo có liên lạc điện thoại với bị cáo Vũ không? Có, trong quá trình là có. Vì Vũ có nhiều lần có điện thoại nhắn tin. Lợi dụng cuộc trao đổi điện thoại đó là như thế nào? Nhiều lần trao đổi. Và lợi dụng các cuộc trao đổi đó là điều gì? Nhiều lần trao đổi thì anh Vũ đều nói với tôi để làm sao cố gắng chỉ đạo cho hoãn được sớm cho MobileFone. Có thể là hối thúc chỉ đạo
Sao có thể là tôi để nói là cái việc này là chúng tôi đã giao cơ quan tham mưu các cơ quan chức năng. Anh có hối thúc thế không? Dạ, thì biết là anh cũng phải có hối thúc bị cáo là chỉ ra mua bán sớm. Thế con số 3 triệu đô la trong lúc hoảng loạn làm sao bị nhà cáo để nghĩ ra con số 3 triệu mà không nghĩ ra một con số khác trong một quyền hoảng loạn? Thưa quý tòa, lúc đó tôi khai là đầu tiên tôi khai là khai cơ quan để nhắc được trai nói là quân của anh nhận rất nhiều tiền rồi, cho nên anh khẳng định không nhận được. Tôi nhận số tiền Việt đó chứ không phải số tiền này. Thế sau khi anh nói là số tiền Việt này không được, anh phải sửa lại cao hơn. Xong lại sửa lại lần thứ hai là tiền Việt cao hơn. Thế sau đó anh nói là không thể tiền Việt được, phải tiền đô. Thì tôi lại lúc đó tôi trong cái tình trạng thần kinh như thế, tôi khai là tiền đô lại mới khai là tiền đô, chứ không phải lúc đó là khai ngay đầu tiên là như thế. Nội dung mà bị cáo viết lá thư gửi về cho vợ để xem là cái giai đoạn bị cáo bị tạm giam trong đêm 16 quá trình lấy cung bị cáo có hoàn toàn hay là tinh thần thực tinh có vấn đề không nhá, thì hội đồng xét xử sẽ công bố lại này. Anh rất mong em và các con tha lỗi cho anh rất đau khổ trong tháng ngày tháng qua, xong anh luôn luôn tin tưởng em sẽ vững vàng hay anh nhận thoát kiểu nhà như em đã từng làm trong thời gian anh vắng nhà một năm trước đây khi anh bỏ của ta. Ý à, anh đã khai báo với cơ quan điều tra về việc sau khi ký hợp đồng mua bán hoàn tất, nhận vụ đã mang đến cho anh số tiền 3 triệu đô la. Lời khai này có phải của người thần kinh hoảng loạn? Bị cáo không trả lời được, sự kiện kết thúc, bị cáo về trường.